Hàng sáng nay đi nhá, một số các bác sáng nay nhận hàng cho em nhá. Anh Đông này, Quảng Ninh này, Mango nhá. Mango đây, loa trong quần ngoài quách đây. Đấy. Ông này đang đấy, càng tiếc lành hết nhá. Nét nẹt nẹt. À cậu ơi, cậu có chỗ nào có cái vải này cậu bố cháu ít về căng cái vải cho nhá. Còn không nhà, ở nhà còn không cậu nhỉ? Còn hả? Là thế thôi. 6 triệu cả mấy cái 6 triệu đang ở đây. Ở đây. Một cái 936 đúng không? Đây này, 1 cái này, 2 cái này. 2 cái này thôi đúng không? 3 cái này. 3 cái này đang ở nhà. Cái này đây là 10 cái này là đúng nào thôi. Thôi cứ để từ từ đang sớm. Xe đấy. Hàng sáng nay đây. Ôi sao nhiều thế? Rồi một đống hàng hoàn này. Rồi hàng đi đây, gửi xe. Hoàn đây là cái gì đây? Vàng thê thà. Còn là những gì đây? Thê thà mẹ ông này ông đặt cho 2 cái vàng gì đây? 4,3 triệu 2 cái vàng này phải. Vàng tan ngọc cam 1. Cái bãi vô thôi. Thôi đâu có rồi cậu. Có chưa? Mấy cái này. Rồi cái này để cho. Chị hỏi có mấy ông này tại sao không nhận hàng em cái? Chưa bóc cái luôn à. Cái thằng cha này mẹ đặt hàng 2 cái cố rồi chứ. Mất bao nhiêu tiền cước của mình đấy. Để đi đấy. Nhắn tin cho em cái địa chỉ ở đây. Có 2 cái đất, 2 cái đất. Nguyễn Văn Lai, Lê Lợi Bắc Giang, Vang Tan, Cổng Cao 1. Này toàn là ông này buôn hàng này, chưa thèm bóc này luôn này. Hoàn này. Cam 1. Hoàn tan. À, cái này vàng tan đúng không? Bóc cái. Bóc lấy cái đi gửi được bảo hành cho khách luôn ấy. Không giờ gửi luôn quên. Đấy hàng đi nhá, hàng đi xong này có nhá, bác này nhận tên nhá, một số bác này điển hình nhá, Quảng Ninh này, Quảng Ninh vào đây rất nhiều nhá. Đây anh Đông này, anh Quyến này, Quyến Sương Thái Bình này. Đấy. Quảng Ninh tím. Không lọt rồi. À này bữa nay không có điều hòa thì cần chi kín, mở cửa đi cũng được mà. Đây Vĩnh Yên nhá. Đây mà số ấy. Quân gọi Hải Dương nhá. Cảm ơn tất cả các bác nhá.